Sáng ngày 27 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị Công an Toàn quốc là sự kiện rất quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị Tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023. Chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 12 với nhiều nội dung quan trọng, cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác công an năm 2023, phương hướng công tác năm 2024, báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về kết quả tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh và một số kinh nghiệm rút ra. Kết quả nổi bật trong 2 năm thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nguy cơ, thách thức đặt ra và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Đề án 06 trong năm 2024. Đồng thời, hội nghị sẽ tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023, công bố khen thưởng và trao thưởng, phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2024 trong toàn lực lượng công an nhân dân. Cổng thông tin điện tử chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.